Hey, xin chào các bạn. Thì như buổi trước chúng ta đã làm quen với phần thư viện Validate trong jQuery và chúng ta cũng đã có bài thực hành Validate Form và thêm sửa xóa phần quản lý user với cái phần jQuery Validate Form đấy. Thì như anh có đề cập ở buổi trước thì tiếp tục ở buổi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về plugin ở trong jQuery. Thì plugin ở trong jQuery, cái mà anh muốn giới thiệu cho các bạn, nó chỉ đơn giản là cách chúng ta sử dụng những cái plugin, những cái thư viện mà jQuery nó đã cung cấp cho chúng ta để chúng ta apply vào cái giao diện mà các bạn đã hoàn thiện ở phần CSS. Cái giao diện chính là cái project cuối khóa của chúng ta đấy. Đó, thì ở đây anh sẽ sử dụng một cái giao diện đã hoàn chỉnh của khóa frontend để anh apply cái phần slide vào. Bởi vì các bạn biết là đối với phần CSS thì khi mà chúng ta tạo giao diện ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái giao diện tĩnh thôi. Tất cả những cái event, những cái hiệu ứng ở trên đó là chưa có gì cả. Đây, thì các bạn có thể nhìn qua cái giao diện này. Đây, đó. Thì đây là một trong những cái giao diện của khóa frontend. Có rất nhiều nhé. Một khóa thông thường sẽ có từ 2 đến 3 giao diện cuối khóa. Và đây là anh lấy một cái giao diện trong số rất nhiều cái giao diện khác của các lớp mà anh tổng hợp được để làm demo cho các bạn về cách để chúng ta có thể sử dụng một cái plugin của jQuery. Ví cụ thể là cái plugin mà anh muốn giới thiệu cho các bạn đây, đó chính là cái plugin Slideshow Slider, để chúng ta làm cái ảnh chuyển động cho phần banner này. Đó, thì mục tiêu của buổi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách để chúng ta có thể đưa một cái plugin animation vào và các bước của nó thực hiện như thế nào. Phần này thì nó khá nhanh thôi và nó sẽ không giống nhau ở hầu hết các project. Có nghĩa là gì? Khi các bạn chuyển sang giao diện khác, các bạn đưa vào thì các bạn cũng sẽ phải có những cái custom cho nó phù hợp. Bởi vì mỗi giao diện CSS nó sẽ khác, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi CSS của plugin. Nên là khi các bạn đưa vào, chắc chắn các bạn sẽ phải thay đổi và sửa lại một chút. Thì việc đó các bạn cứ làm dần dần rồi nó sẽ quen. Còn các bước thực hiện mà anh sẽ giới thiệu cho các bạn bây giờ thì nó sẽ là bất biến. Có nghĩa là gì? Nó sẽ, dù các bạn làm với giao diện nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ có một cái follow như vậy. Đó, ok. Thì cái giao diện thì cái plugin mà chúng ta hay sử dụng, plugin của jQuery slide này, các bạn chỉ cần search từ khóa này thì nó rất nhiều, cực kỳ nhiều. Đây, đó, các bạn có thể xem qua một chút. Đó, thì các bạn vào đây các bạn thấy này, nó có demo này, nó có hiệu ứng này. Đó, đây, đó, đây cũng là một dạng. Thì chúng ta tìm ra những cái nó phù hợp hoặc là những cái mà các bạn cảm thấy thích, các bạn đưa vào trong cái trang của mình. Đó, đây cũng là một dạng slide. Và mỗi cái slide này nó sẽ có cái document để chúng ta có thể sử dụng được nó. Đây, kể cả những tab này. Đó, rất đơn giản, thấy chưa? Đó, và ở đây anh muốn giới thiệu cho các bạn về một cái mà rất nhiều project đang dùng và hầu hết các bạn lựa chọn cái này, cái carousel này. Bởi vì sao? Cái carousel nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cả responsive và thứ hết. Đó, thì cách sử dụng của nó cũng cực kỳ đơn giản. Các bạn có thể xem qua về cái document này, cách để chúng ta sử dụng này. Đây, phần intro. Đây, thì đầu tiên các bạn muốn dùng nó, các bạn sẽ phải nhúng file CSS vào trong. Thì việc đầu tiên các bạn thực hiện cho anh là nhúng file CSS vào. Thì giao diện hoàn chỉnh của chúng ta thì CSS nó đã ok rồi. Nhưng khi mà các bạn nhúng CSS của phần thư viện plugin vào thì chắc chắn cái giao diện nó sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thì lúc đó các bạn đi sửa lại một chút là được. Đó, sau đó thì các bạn lần lượt thực hiện các công việc tiếp theo, đó là nhúng cái gì, nhúng phần jQuery và nhúng phần thư viện carousel vào là được. Phần HTML thì các bạn setting nó như thế này, có nghĩa là có một cái class như thế này, các bạn đặt tên giống hoặc thay đổi class đi, thì sau này các bạn dùng cái tên class của các bạn đặt. Và trong đây là các thẻ div,
Đó, nó có một vài cái hiệu ứng như thế này thì chúng ta có thể xem. Đây, đây là một dạng hiệu ứng chúng ta có thể trượt này. Đó, cũng là một dạng. Thì các bạn có thể nhìn thấy với mỗi hiệu ứng này thì nó sẽ có một cái cách để chúng ta set up cái phần carousel cho phần JS. Đây, đó, các bạn có thể nhìn thấy đây, đây trong đây là danh sách các ảnh. Đó, được chưa? Có thể là danh sách các thẻ deep, kiểu kiểu như vậy. Đó, nó sẽ như thế này. Ok chưa? Đó, bây giờ anh sẽ cùng các bạn apply nó vào trong một cái project. Thì đây là cái project giao diện demo thôi. Các bạn hãy sử dụng cái project giao diện mà các bạn đã làm ở phần CSS, và đấy chính là cái đồ án cuối khóa để các bạn gửi cho bên anh, để bên anh có cái đánh giá cuối cùng. Ok chưa? Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nó. Đầu tiên các bạn download nó về. Download nó về. Đây, thì ở đây anh đã download nó về rồi này. Anh sẽ để ra desktop này. Đây, download nó về thì các bạn giải nén cái phần này lên. Chúng ta lấy những thứ cần thôi. Đây, thì trong đây nó sẽ có rất nhiều thứ. Carousel thì anh sẽ quan tâm ở phần list asset này, phần tài nguyên của nó này. Thì đầu tiên chúng ta làm giống như phần intro này, nó hướng dẫn này. Các bạn sẽ phải nhúng CSS vào trước. À, phần intro này. Tất cả các plugin nó đều có cái hướng dẫn sử dụng, các bạn yên tâm là như vậy. Các bạn chỉ cần đọc qua và làm một vài plugin là những plugin khác các bạn làm được ngay. Đây, nó sẽ nhúng file carousel.min.css và theme-default.min.css. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây là phần CSS của giao diện. Thì chúng ta sẽ copy cái file .min carousel.min.css và theme.min.css như thế này. Chúng ta sẽ copy nó vào đây. Đó, được chưa? Sau đó thì tiếp theo chúng ta sẽ nhúng cái phần này. Thì các bạn nên nhớ cho anh là khi các bạn nhúng vào thì phần thư viện nó sẽ luôn luôn, à đây anh đã nhúng rồi này, nó sẽ luôn luôn nằm ở phần trước của cái file CSS của chúng ta. Bởi vì sao? Vì sau này chúng ta sẽ thực hiện override ghi đề, nên là chúng ta sẽ đặt cái khai báo CSS của chúng ta ở cuối cùng, được chưa? Rồi, sau khi mà nhúng xong rồi này thì chúng ta thay đổi lại một chút về đường dẫn, ở đây nó sẽ là chấm CSS. Đó, đây nó sẽ là chấm css như thế này, các bạn chạy lên này. Đó, sau khi các bạn chạy lên thì không có vấn đề gì, nếu lỗi ở đây thì nó sẽ báo đỏ nhưng mà không không có lỗi gì. Đây, đó, được chưa? Có nghĩa là các bạn đã nhúng thành công rồi, nhưng các bạn thấy ngay lập tức nó ảnh hưởng đến cái css, à đến cái phần slide của chúng ta này. Đó, kệ nó đã, cứ kệ nó. Đó, ok chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ nhúng phần JS. Thì phần JS đây, việc đầu tiên chúng ta sẽ phải nhúng jQuery trước. Anh sẽ lấy jQuery 3.5 CDN. Đó, anh sẽ nhúng nó. Đây, thì các bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy phần jQuery 3.5 CDN đây. Xem nào. Anh muốn lấy file min cơ. Anh muốn tìm cái file min. Đây. Rồi, anh sẽ copy luôn phần này, nhìn thấy file min là được rồi. Đó, chúng ta sẽ nhúng CSS ở phần cuối cùng của ở trước thẻ đóng body như thế này. Đó, ok chưa? Chúng ta chạy lên này. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn này. Sau khi mình nhúng xong thì chúng ta sẽ nhúng phần carousel.min.js vào. Thì các bạn vào cái thư viện mà chúng ta download về này, chúng ta tìm cái file .css. Thì đây nó chính là file này. Các bạn cứ tìm ở thư mục mà các bạn download về, kiểu gì nó cũng sẽ có. Đó, thì nó sẽ là script như thế này, src. Đó, là chúng ta sẽ nhúng nó js. Đó, đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ phải copy nó sang sang đây, và các bạn
đặt nó trong file JS như thế này, paste nó vào đó. Các bạn chạy lên này, các bạn đã nhúng rồi này. Đây đó, không có lỗi lầm gì, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo phần config. Thì các bạn muốn làm ở cái demo nào thì các bạn xem cái hướng dẫn của cái demo đấy. Ví dụ ở đây anh xem cái demo này đó, thì anh sẽ xem đây cái phần setup riêng cho nó. Đây chúng ta sẽ khai báo riêng phần code setup đó, anh sẽ hướng dẫn nhanh như thế này thôi. Thực ra thì nó cũng chỉ có thế này thôi, cũng không hơn đó. Anh chạy nó lên này. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ có mấy cái chấm đen đây này đó, thì đây là CSS của chúng ta đang bị ảnh hưởng rồi. Đây thì chúng ta sẽ phải custom lại cái phần này đó, toàn bộ cái slide đây đó, toàn bộ cái này của chúng ta, giả sử chúng ta set 2 bằng đúng với slide của anh đang có chiều cao là 560 pixel thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay đó, được chưa, ok chưa? Nhưng nó đang chia thành 4 cái slide của anh đang có các slide đây, 1, 2, 3, 1, 5 đó, thì nó thành dạng này thì không đúng đó, thì nó có cái config để cho chúng ta làm cái việc này đây. Nhưng mà anh sẽ sửa CSS trước đã, anh sẽ vào phần cuối cùng của file CSS, anh sẽ tìm đến cái này đó, anh sẽ set 2 cho nó bằng 560 pixel, anh load lại đó. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta một ảnh lớn thôi chứ không phải bốn cái ảnh con như thế này, thì ở đây nó sẽ có cái phần config item như thế này, thì chúng ta chuyển nó thành một thôi đó, auto load có loop đó, cách nhau 10 pixel đó. Lúc này anh chạy lên, các bạn sẽ thấy là anh đã nhúng được phần slide của anh vào, anh sẽ để cách là không thôi, không cần phải 10 đó, được chưa? Vậy là lúc này chúng ta đã đưa được cái slide vào trong cái trang của chúng ta đó. Thì ít nhất các bạn đưa được slide vào rồi thì nhìn nó sẽ linh động hơn, nhìn nó sẽ, nói chung là nó có hiệu ứng thì nhìn nó sẽ hay hơn, và cái này nó sẽ auto chạy, được chưa? Thì đây là một cái demo, một cái ví dụ để hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái plugin của jQuery vào trong trang web. Nó đơn giản như thế này, thì các bạn hãy xem nó và thực hành nó ở trên máy, apply đúng vào cái giao diện mà các bạn cần đó. Rất rất nhiều các thư viện khác nữa, ví dụ ở đây anh mở một cái lên này thì các bạn cũng sẽ thấy cái cách sử dụng của nó. Đây cái này thì nó có thêm cái button này, cũng kéo cũng trượt được này đó, được chưa? Và nó sẽ có cách sử dụng này. Đây thì các bạn muốn thì các bạn chỉ cần down nó về là được. Đây đây này, thậm chí là đây các bạn nhìn thấy code hướng dẫn chưa, nhúng CDN sẵn copy luôn này đó, và nó cũng sẽ có những cái div đây đó, kiểu kiểu như vậy. CSS ngoài của nó cần thêm vào đó, phần JS cần con config đó khá nhiều, thì các bạn, nhưng mà các bạn chỉ việc copy thôi và custom theo cái document của nó, thì cái này nó cũng, cái carousel này nó cũng đáp ứng được hầu hết các project, các hiệu ứng của các project mà các bạn cần. Nên là anh nghĩ các bạn hãy đào sâu thằng này hơn một chút để sử dụng nó, bởi vì nó có những cái option để cho chúng ta config lại. Đây này, có phép test hay không, có move draft hay không, pull được hay không, kiểu kiểu như vậy, để các bạn config trong cái phần option này đó. Đơn giản như thế này là nó đã có thể chạy được rồi đó, nhưng nó cho phép các bạn config và chạy theo cách, nhiều cách khác nhau nữa đó, kiểu kiểu như vậy. Thì các bạn hãy xem, hãy thử nó, được chưa? Đây nó sẽ có thêm một vài cái event nữa này mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây này đó, được chưa? Đó rồi, ok. Thì đối với phần jQuery plugin thì để giới thiệu được hết tất cả các jQuery plugin thì chắc chắn là sẽ không thể, rất khó. Nhưng để hướng dẫn cách các bạn có thể sử dụng một cái plugin bất kỳ thì đấy, thì video này nó chính là cái để giúp các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái plugin nào của jQuery, và cụ thể trong trường hợp này chúng ta đang dùng cái carousel cho phần slider. Rồi ok, thì phần này anh sẽ kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ học sang phần lập trình hướng đối tượng trong JavaScript ở buổi sau.
anh muốn các bạn đọc qua một chút và chúng ta sẽ ứng dụng nó làm cái bài tập chính là máy tính mà anh đã cho các bạn làm ở phần trước. Rồi, ok. Chào các bạn.